Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở đây là cái đường nhỏ nhỏ ở đường Tân Hoàng, ở khu vực chợ lớn. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi trải nghiệm một cái chuyến về miền Tây bằng xe đò nha. Để chúng ta đi cắm trại. Ở đây thì có xe Đại Ngân để đi về Cai Lậy. Chúng ta sẽ cắm trại ở vườn nhà của em luôn, ở Cai Lậy, Tiền Giang. Ngày xưa là Định Tường. Ở đây là khu đường Phạm Đôn, Trần Hòa rồi đó. Thì mình gửi xe ở đây, em gửi xe ở chung cư này. Và để mình lên chuyến xe đi về miền Tây. Ở đây nghe tiếng hoa như là ở chợ lớn ở Hồng Kông nha. Đọc báo nghe tiếng, nghe nhạc hoa. Nghe nhạc hoa rất là hay ha. Mình cùng đi một vòng nhìn nhòm ngó những hình ảnh ở Sài Gòn. Vào buổi sáng bây giờ Sài Gòn là 11 giờ. Ở khu vực này gần với chợ Xã Tây nè, chúng ta đang ở đây là đường Tảng Đà. Đường Tảng Đà để đi về chợ Xã Tây theo hướng này. Cảnh đường Tảng Đà buổi sáng, có những cái hàng quán cơm tấm, rồi xe đẩy bánh mì, cà phê vỉa hè. Bên kia là đường An Điềm, và nơi đây ngay giao lộ của Tảng Đà và bến Hàm Tử. Chúng ta có cái nhà xe Đại Ngân. Hôm nay mình sẽ bút vé. Trong chuyến đi này có anh Sunny Đoàn và anh Nam Việt cùng tham gia trong cái chuyến du hành này. Em mời các cô chú anh chị mình cùng lên xe nha. Chúng ta đi vô bút vé nha, để xem vé giờ nào còn. Vé mấy giờ? Cái lại à, giá ba xe lên luôn à? Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Ứng cho anh trước. Không có đổi. Đủ. Một ngày bao nhiêu tiếng thì có một chuyến anh? Một tiếng. Đây là toàn là mỹ nhân đâu, mỹ nhân. Rồi. Một vé là 70.000 hả? 70.000 một vé. Xe nào đây? Mình là số xe 20930. 930 đây. Hai ghế luôn. Rồi bây giờ chúng ta đang ở trên xe. Sài Gòn bây giờ là 11 giờ 11 phút. Trong cái chuyến xe đò này cũng rất là đơn giản. Nội thất thì cũng không gì cao cấp, nhưng mà được cái hơn ngày xưa là máy lạnh này họ cắt kiểu. Những hình ảnh này nhớ ngày xưa mình đi chuyến xe đò đi về Nam Kỳ Lục Tỉnh, qua những cái bắc, những cái phà, nhưng mà ngày nay thì
rất là sung sướng rồi, không có những cái hình ảnh đó nữa. Chúng ta thông thương một lèo qua đường cao tốc theo cái tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt này. Ngày xưa ở đây là bến Lê Văn Liêm, rồi bến Trần Văn Kiểu. Ta nhìn bên kia là quận 8 với những cái nhà kho, kho lúa, kho gạo. Bây giờ vẫn còn ha. Một cái con kênh. Ngày xưa ngay đây là cầu chữ U ở đây nên anh Dũng, phải không? Đúng rồi. Sao mình không nhìn thấy cái dấu cũ thế này ta? Mấy bữa khung sắt đồ đó mà không thấy. Mấy bữa anh có quay cái đế cầu. Của nhà máy rượu á. Hồi xưa cái hình ảnh nền cũ của cái chợ Bình Đông đó. Nền cũ thì có cái mố cầu. Ngày xưa cái hình ảnh cây cầu rỉ sét một màu đen của con kênh nhìn tối thui một cái khu vực. Nhưng mà theo thời gian thì không có còn nữa. Chỉ là những kỷ niệm thôi. Xe chạy rất là nhanh. Theo thẳng tuyến này mình sẽ đi về đường cao tốc Trung Lương, Sài Gòn Trung Lương. Từ Sài Gòn mà mình đi theo cái tuyến này với tốc độ này thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thì sẽ đến thị xã Cai Lậy. Ngày xưa thì đi tới 2 tiếng rưỡi 3 tiếng lận, tại vì đường không có thông thương như bây giờ, đường không có tốc độ cao như bây giờ. Nhìn bên kia là những cái dãy nhà cấp 4 ở cuối con sông Tàu Hủ. Hôm nay trời có vẻ mưa. Đó, chúng ta nhìn thấy một màu tối mịt ở bên kia đang mưa kìa. À đó, bỗng nhiên trời mưa luôn, khu vực này đang mưa lớn luôn. À, lại mưa rồi. Sẵn đây đi quay hình ảnh Sài Gòn mưa gửi các anh chị và các bạn. Khi mà mình nằm trong cái nệm ấm chăn im mà nhìn ra một cái khung trời mưa tối mịt. Mờ kiến à. Này trên xe thì có cái nước ôm lũ luôn và có wifi luôn. Này mời các anh chị uống nước nha. Ở đây họ có khuyến mãi mua 10 vé tặng 1 vé. Nhưng mà mình đi 10 người rồi mình sẽ được tặng 1 vé nè. Tổng đài mua xe luôn nè. Xe này cũng ok, hình như nhà xe này cũng có giường nằm nữa. Có xe giường nằm nữa. Rồi thôi chúng ta tạm ngưng nha chút xíu nữa. Tới khu vực nào có gì đó hay hay lại quay tiếp. Vì chúng ta đang ở khu vực này là khu vực Bình Chánh. Ở đây có rất là nhiều cái dựa ve chai, sắt thép, rất là nhiều nhà máy nữa. Trên chuyến xe đi về xuôi về miền Tây hay bài đó bài gì quên rồi ta không biết. Trước mặt anh chị đó là cầu Bình Điền nha anh chị. Cầu Bình Điền rất là lâu năm rồi nè. Tới cầu Bình Điền mình sẽ quẹo phải và đi đến đường cao tốc. Cái hàng xe xếp hàng dài thì hôm nay trải nghiệm với sinh đi đoàn thì có anh
Vinh Lâm TV. Vinh Lâm TV. À, về cái lại quê của anh Vinh Lâm TV chơi. Mời bà con cùng mời bà con cùng trải nghiệm nha, một chuyến cắm trại xuôi về miền Tây. Tiêu đề cái này là cái gì? À, trải nghiệm chuyến xe Đại Ngưng Sài Gòn Cai Lậy. Chuyến xe một đơn giản. Ồ, tới đây kẹt xe rồi. À, kẹt xe. Thì bây giờ thì đối với cái thời gian thì mình không có thể nói được là nó chỉ khoảng thôi, chỉ nó không có chính xác. Lý do là quan trọng là đường nó có cái đèn hay không. Khoảng chừng 2 tiếng xe, nếu mà từ kẹt xe là chè biết chè. Xem. Nếu mà thông thoáng thì chắc cỡ một tiếng rưỡi ha. Tiếng rưỡi em à, còn kẹt xe thì tình hình tùy thuộc vào tình hình. Mà với xe nó thoải mái thì có kẹt cũng không sao. Ở trên đây máy lạnh rồi các thứ, wifi các kiểu. Ngày xưa là lên xe là nghe tiếng gà dịch cạp 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 cạp. Chuyến đi về là bánh mì rồi lên xe mời chào mời mua bán. Lên rồi có ghé trạm miền Trung Tâm. Ở đâu? Mời là bánh mì miền Tâm mà. À, hồi nữa hồi nữa ghé Dường Chân hả? À. Hồi nữa ghé Dường Chân hả? À. Có cái chỗ chuẩn bị vô cao tốc đúng không, mua phòng vé đúng không? À. Không biết ở đây đó không? Ở đây có một cái trạm dừng chân giữa chừng, giữa đường trước khi bắt đầu vô đường cao tốc, để quý vị bạn nào mà có mua quà cáp là ăn nhẹ gì đó ngay đầu đường cao tốc. Xe này bị gì? Xe nó hơi lấn à. Chợ điểm chợ điểm là vô đây nè. Bây giờ nhà xe có một cái điểm dừng ở đầu đường cao tốc đây để xe của chúng ta đây. Rồi đây là cái trục đường đi vô đường cao tốc nè, để mình xem trong đây có bán gì nha. À, đây là cái lò bánh mì Minh Tâm. À, đây là thuộc Bình Chánh, vùng ven của Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ trời rất là nắng. À, có rất là nhiều xe dừng ở điểm này. Quay bánh mì heo quay rất là đông. Bánh bông lan bánh bao thì vệ sinh cá nhân. Ở đây có khoai tây, khoai lang lắc, khoai tây lắc. Rồi chúng ta nhìn một số hình ảnh ở khu vực này ha, rồi mình sẽ lên xe tiếp nha. Mình chỉ bánh mì ở bánh mì 12.000.
giờ bắt đầu ta lên xe thôi. Xíu nữa mình coi một đoạn đường cao tốc rồi mình về đến Cái Lậy luôn. Rồi bây giờ chúng ta đang ở trên đường cao tốc đây. Đi đoạn này khoảng 45 km. Đoạn đường cao tốc này 45 km không anh? 50 km à. Vậy đoạn đường cao tốc này là đầu tiên của Việt Nam luôn đúng không? Chạy rất là nhanh. Mình chạy làn giữa này là bao nhiêu km giờ ta? 100. Trái phải đều 100 hết à. Đường này ở trên cao nhìn qua hai bên ngày xưa hai bên có những đồng lúa lớn lắm, bây giờ đồng lúa bớt rồi, đô thị hóa. Hai anh thì hết con xuống đồng thì xuống đó. Chúng ta đang ở quốc lộ 1 theo thẳng hướng này mình sẽ đi về cầu Mỹ Thuận nè. Khu vực này là Long Định, Long Định, Châu Thành, Cai Lậy, Tiền Giang. Nên ở đây nổi tiếng ngày xưa là cái trái cây sabuche, vú sữa lò rèn. Nên ở đây có một cái viện cây ăn quả miền Nam, viện nghiên cứu cây ăn quả ở miền Tây thì nổi tiếng về những cái loại cây trái, nên này có rất là nhiều cây giống ở đây. Nếu mình mua cây giống, cây xoài, cây ổi, cây mận, trường riêng nữa là khu vực này nổi tiếng về cây giống. Sẵn chia sẻ các anh chị bạn những hình ảnh với những cái thông tin ở cái vùng quê này. Rồi chúng ta sẽ sắp xíu nữa sắp tới cái trạm xe ở ngay trong thị xã Cai Lậy. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở những video ở thị xã Cai Lậy nha. Rồi chào anh chị và bạn, chúng ta đã đến cái trạm xe ở thị xã Cai Lậy này. Bên kia là cái trạm điện cao thế ở Cai Lậy. Rồi chắc xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi một chuyến trải nghiệm hành trình từ Sài Gòn về Cai Lậy thông qua tuyến xe Đại Ngân, đi qua những cái cung đường. Gửi các anh chị và các bạn và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video thị xã Cai Lậy và hình ảnh cắm trại ở miền Tây nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.